Thưa quý vị và các bạn, sau khi không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, việc bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa cổng chiêng của đồng bào các dân tộc bản địa trên địa bàn huyện Di Linh đã được chính quyền địa phương và cộng đồng đặc biệt quan tâm, coi đây là một nội dung quan trọng trong việc góp phần gìn giữ và phát huy nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Đã thành thông lệ, mỗi khi có lễ hội, đội cổng chiêng thôn Hàng Làng, xã Gung Ré lại biểu diễn cồng chiêng cùng những điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc mình. Không phân biệt tuổi tác, tất cả các thành viên trong đội cồng chiêng của thôn đều tham gia tự nguyện. Lúc đầu sinh hoạt theo phong trào, dần dần nhiều bạn trẻ tìm thấy niềm đam mê trong tiếng cồng, tiếng chiêng của dân tộc mình. Âm vang của cồng chiêng như sợi chỉ đỏ gắn kết mọi người lại với nhau, với bao cảm xúc xen lẫn niềm tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc. Ngoài đội cồng chiêng gồm những người lớn tuổi, đến nay thôn Hàng Làng, xã Gung Ré, huyện Di Linh cũng đã thành lập một đội cồng chiêng gồm 23 người thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó thanh thiếu niên chiếm phần đông. Trách nhiệm của mình là một người con đồng bào dân tộc thiểu số, thì với cái nền văn hóa cồng chiêng là mình phải cố gắng học hỏi các nghệ nhân để duy trì cái truyền thống văn hóa cồng chiêng của đồng bào mình, và sau này sẽ cố gắng là truyền đạt lại cho cái lớp sau, rồi có anh em trong gia đình, rồi bạn bè mình nữa, cho mọi người đều biết hết cái văn hóa cồng chiêng của đồng bào mình. Dù bận rộn với công việc nương rẫy, đồng áng và chuyện học hành mưu sinh, song các thành viên của đội cồng chiêng thôn Hàng Làng vẫn đều đặn duy trì việc luyện tập và nhiệt tình hăng say tham gia biểu diễn trong các lễ hội của địa phương. Qua quá trình tức là giảng dạy, truyền đạt cho các lớp trẻ, thì chúng tôi cũng đem hết những khả năng, năng lực của chúng tôi, tâm huyết của chúng tôi để tức là truyền lại cho các lớp thế hệ trẻ. Và đồng thời thế hệ trẻ hiện nay, mặc dù trào lưu xã hội thì rất là nhiều, nhưng họ cũng thiết tha mong muốn làm sao khơi dậy lại những cái bản sắc văn hóa đó, trong đó có tức là cái cồng chiêng. Thì qua lớp học như thế thì chúng tôi thấy học viên đã rất là nhiệt tình tham gia và đã tức là cái cơ bản nắm được những cái nội dung, những tức là cái sử dụng và tức là cái đánh cồng chiêng và một số bài cồng chiêng của tức là cái xưa để lại. Đây cũng là một cái tức là kết quả và chúng tôi thấy tức là cái rất là hạnh phúc đối với lớp cồng chiêng này. Trong những năm qua, hoạt động truyền dạy văn hóa cồng chiêng cũng được các trường học có đông học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Di Linh chú trọng thực hiện. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện hiện có 98% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số Cờ Ho. Từ năm 2005 đến nay, trường đã mở 3 lớp truyền dạy cồng chiêng kết hợp múa xoang cho các em học sinh để duy trì và phát huy văn hóa bản địa. Trong các lễ hội nhà trường đều duy trì hoạt động cồng chiêng. Đây là dịp để chắp cánh cho năng khiếu và sở trường của học sinh, tạo cơ hội để các em thể hiện và tự hào hơn về bản sắc văn hóa dân tộc mình. Trong cái kế hoạch của thời gian tới thì được sự hỗ trợ của Ủy ban dân huyện và của Phòng Văn hóa Thông tin có sự hỗ trợ về kinh phí, thì nhà trường sẽ duy trì và mở rộng cái câu lạc bộ truyền dạy cồng chiêng cho các em, cũng như là cái câu lạc bộ văn nghệ múa xoan. Thì hai cái loại hình nghệ thuật này sẽ kết hợp song song với nhau để cho các em có những cái trải nghiệm, để các em hiểu hơn, sâu sắc ý nghĩa hơn cái hoạt động văn hóa của dân tộc mình. Thực hiện đề án bảo tồn phát huy di sản văn hóa cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên, những năm qua huyện Di Linh đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, phương thức khác nhau như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp kiểm kê di sản cồng chiêng, truyền dạy, quảng bá, giới thiệu, tái hiện di sản nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng. Hoạt động trao truyền văn hóa cồng chiêng được coi là mục tiêu trọng tâm của đề án. Từ năm 2009 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh đã phối hợp mở 20 lớp truyền dạy và sử dụng cồng chiêng. Ngoài ra, hiện nay toàn huyện Di Linh có 325 chiêng, 27 đội cồng chiêng, trong đó có 2 đội cồng chiêng dân tộc Mường tại thôn 7, xã Tân Lâm và thôn 10, xã Hòa Nam, và 27 đội cồng chiêng dân tộc Cờ Ho. Bên cạnh đó, huyện Di Linh hiện có 12 nhóm cồng chiêng trẻ với 79 người và có 3 câu lạc bộ cồng chiêng tại xã Hòa Nam, Đinh Lạc và xã Tân Nghĩa. Các đội, các câu lạc bộ cồng chiêng thường xuyên tổ chức hoạt động biểu diễn phục vụ nhu cầu tìm hiểu, giao lưu văn hóa của du khách
tại địa bàn trong và ngoài huyện, đưa văn hóa cồng chiêng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn để níu chân du khách khi đến Di Linh. Nhiều khu điểm du lịch cũng đều đặn tổ chức giao lưu văn hóa cồng chiêng cho du khách. Sau khi mà tham gia cái lớp cồng chiêng này, thì bản thân em thấy là các nghệ nhân chỉ dạy rất là nhiệt tình và rất là cẩn mẫn. Em mong muốn là sau khi mà cái học xong lớp này, thì em có thể học được những cơ bản những bài chiêng đấy, và sau này thì có thể là học thêm từ các nghệ nhân để trau dồi thêm, và sau đấy thì truyền dạy lại cho các bạn cùng lứa tuổi, cho các bạn trẻ và cũng như là cho con em mình sau này cũng sẽ được tiếp nối và giữ gìn lại những cái bài cồng chiêng mà ông bà đã để lại từ ngàn xưa. Để phát triển và phát huy cái văn hóa cồng chiêng trong thời gian tới, tôi nghĩ là có một số giải pháp. Thứ nhất, trước hết là chúng ta tiếp tục tuyên truyền để cho bà con thấy rằng cồng chiêng đó là niềm tự hào, là niềm kiêu hãnh của người Tây Nguyên. Và trên cơ sở đó thì cái việc học cồng chiêng nó giống như là một cái nhu cầu tự thân bắt buộc. Huyện thì đã tập trung hỗ trợ kinh phí để phát triển mở các lớp cồng chiêng từ các nguồn. Huyện cũng đã đưa ngày hội các dân tộc thiểu số vào thành một chương trình truyền thống hàng năm. Và đây cũng là một trong những cái động thái để giúp cho cái nâng cao cái niềm tự hào của bà con về cái văn hóa truyền thống của dân tộc mình, trong đó có cồng chiêng. Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa, mà là trách nhiệm của các cấp các ngành, mọi tổ chức kinh tế xã hội và các tầng lớp nhân dân. Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Di Linh đã và đang thực hiện tốt chiến lược bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, trong đó có cồng chiêng.